À, có chuyện nói hả? Có. Thực ra diễn tập sự cố sân bay quy mô lớn như vậy, thực tình lần đầu tiên em tham gia, em muốn hỏi một số chi tiết thôi. Nè, thật ra những chuyện mà Airfield chúng ta phụ trách không phải hỗ trợ cứu hộ, chỉ là cung cấp một không gian để cho buổi diễn tập được tiến hành thuận lợi, đồng thời duy trì hoạt động bình thường của sân bay. Chuyện đó thì em biết. Thực ra cái em muốn hỏi là chủ đề năm nay là gì? Rơi máy bay, bình xăng bị bốc cháy, hay là phần tử khủng bố uy hiếp con tin đi? Đâu có quá vậy. Diễn tập sự cố chất hóa học bị rò rỉ thôi. Ồ. Thật ra em không cần hỏi nhiều quá, cứ làm tốt công việc anh sắp xếp cho em là được rồi hả? Dạ biết. Không hỏi, làm liền. À. Sân bay quốc tế Hồng Kông hàng năm được tiến hành một buổi diễn tập sự cố quy mô lớn. Sẽ có rất nhiều bộ phận và cơ quan của chính phủ cùng tham gia. Số lượng người tham gia hơn 1.000 người. Đêm nay 3 giờ sáng, diễn tập quy mô lần thứ nhất năm 2024 chính thức bắt đầu. Tới giờ rồi. AAC lập tức khởi động. Anh Dĩ, tình hình bây giờ thế nào rồi? Có một máy bay thương mại của hàng không Harper KW5679 trong lúc hạ cánh ở 25A, động cơ và đường băng xảy ra va chạm, làm cho chất hóa học trên máy bay bị rò rỉ. KW5679 có bao nhiêu người? Tổng cộng 163 hành khách và nhân viên tổ bay. Phong tỏa đường băng 25A, triển khai hành động cứu hộ. Dạ rõ. Dựa theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, sân bay cần phải cách 2 năm tiến hành diễn tập toàn diện ứng phó khẩn cấp. Như chúng ta thì khác, hàng năm chúng ta được tiến hành một lần, cho dù là trong thời gian dịch bệnh cũng chưa bao giờ dừng lại. Diễn tập quy mô lớn ở sân bay hàng năm đều do công ty hàng không thay phiên tham gia. Lần này là lần thứ hai tôi tham gia từ khi làm việc ở Hapu. Cô à, cô không sao chứ? Ngực của tôi hơi đau. Cô đừng lo quá, lát nữa sẽ có cứu hộ và cứu quả lên đưa cô xuống máy bay. Tôi nhớ có một phóng viên khi phỏng vấn chủ tịch chúng ta đã đặt một câu hỏi. Cô đã để tốn nhân lực vật lực hơn 1.000 phong tỏa một đường băng rộng suốt mấy tiếng để đối phó một tai nạn không có thật. Lúc đó câu trả lời của chủ tịch chúng ta là hai chữ: xứng đáng. Tôi nhớ chủ tịch Tống từng nói trong một bài báo, diễn tập sự cố mỗi năm một lần rất đáng để làm, bởi vì không có một sân bay nào có thể bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ tai nạn gì, chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể tránh để tai nạn biến thành tai họa. Dựa theo điều tra sơ bộ về sự cố cho thấy, 3 giờ sáng hôm nay, có một chiếc máy bay của hàng không Harbin chở theo 163 người KW5679. Trong lúc hạ cánh, theo đánh giá thiết bị hạ cánh xảy ra sự cố, dẫn tới động cơ và đường băng xảy ra va chạm, dẫn tới hỏa hoạn. Và cũng nghi ngờ có chất hóa học rò rỉ vào trong khoang máy bay. Nhân viên tháp chỉ huy sân bay Xích Liệp Giác Hồng Kông lập tức khởi động cảnh báo máy bay bị tai nạn. Đội cứu hỏa sân bay lập tức phái 11 chiếc xe cứu hộ và 19 chiếc xe cứu hỏa tới hiện trường. Hành khách và nhân viên tổ bay đều được cứu giúp. Trong đó có 14 hành khách bị thương, một người có tình trạng nghiêm trọng. Tất cả nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện Bắc Đại Dữ Sơn tiếp nhận điều trị chuyên sâu. Lần này sở cứu hỏa cũng đã sử dụng thiết bị tẩy rửa tối tầng, tiến hành vệ sinh và bảo dưỡng kịp thời.